Lê Anh xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình mời cả nhà cùng vào bếp để làm món hàu chiên trứng với mình nè. Món này ăn vừa béo lại thơm, rất là hao cơm luôn đó. Ở đây mình có chuẩn bị là 200 g hàu sữa nè. Và phần hàu này thì mình thấy ở ngoài chợ cũng như là những cái bách hóa người ta đều bán nha các bạn. Hàu mua về mình nhớ là rửa thiệt sạch trước khi mình nấu nha. Bây giờ mình sẽ pha một ít bột nè. Mình có nửa muỗng cà phê bột năng. Bây giờ mình cho vào đây là một muỗng cà phê nước. Rồi mình trộn, mình khuấy cho cái phần bột này nó hòa tan nha. Và với công thức ngày hôm nay thì mình sử dụng là 5 cái trứng gà nha các bạn. Mình dùng một cái tô lớn nè. Bây giờ mình sẽ đập cái phần trứng gà vào trong đây luôn nha. Cái món hàu chiên trứng này cách làm cũng rất là đơn giản nữa. Nhưng mà làm sao để cho cái hàu của mình ngon không có cái mùi tanh á, thì mời các bạn xem hết cái clip luôn nha. Đó, mình sử dụng 5 cái trứng gà. Bây giờ mình sẽ nêm vào trong đây là một muỗng cà phê nước mắm nè. Thì nó tầm khoảng là 5 gram ha. Một muỗng cà phê nước tương cũng là 5 gram luôn. Rồi cái phần bột năng mà hồi nãy mình hòa với nước á, mình cho hết vào luôn nha. Mình cho thêm vào trong đây một xíu tiêu nữa. Bây giờ mình sẽ trộn nè. Mình trộn, mình khuấy để cho cái phần trứng này với lại gia vị á, nó hòa quyện vào nhau nha các bạn. Khi mà mình thấy cái phần trứng này nó đã hòa quyện rồi thì bây giờ mình sẽ đem đi chiên luôn ha. Ở đây mình có chuẩn bị là một cái chảo chống dính á, thì bây giờ mình cho vào trong đây một ít dầu. Cái phần dầu mình cho vào trong chảo nó cũng nhiều nhiều một xíu nha các bạn, để mình tráng đều cái chảo á. Tại đôi lúc những cái chảo mà mình mua lâu á thì cái độ chống dính nó cũng không có tốt lắm á. Thì mình sẽ tráng đều dầu. Rồi khi mà dầu nó nóng lên, nó nóng đều hết rồi thì mình sẽ cho bớt cái phần dầu này ra ha. Đó, mình chừa lại một ít trong chảo thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi xào cái phần hương trước nè. Ở đây mình có hành tím băm nè, đầu hành lá, rồi tỏi băm nữa. Mỗi thứ thì mình có tầm khoảng 5 gram nha các bạn. Mình cho vào đây để mình xào cho nó vàng, nó thơm lên nha. Lúc mà mình xào cái phần hương này á, thì mình để cái lửa nó nhỏ nhỏ thôi, để cái phần hương của mình nó không có bị khét nha. Lúc mà nó vàng nó thơm lên như thế này rồi thì mình sẽ đổ hết cái phần hàu vào luôn nè. 200 g hàu đó mình cho vào và mình để cái lửa lớn, mình xào nhanh trong vòng khoảng 15 đến 20 giây là được nha. Mình xào sơ cho cái phần hàu này nó săn lại nè các bạn. Các bạn cũng nhớ là đừng có xào lâu quá, nếu mà lâu thì cái phần hàu của mình nó chín và nó teo lại, nó sẽ không ngon nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp trứng vào từ từ nè. Và khi mình cho trứng vào á, thì mình để nó cái lửa vừa mình chiên để cho cái phần trứng này nó vàng đều hết nha các bạn. Bây giờ mình sẽ rắc vào trong đây một ít hành lá nữa nè. Mình cho hành lá vào để cái phần trứng của mình nó sẽ thơm hơn và màu sắc nó cũng được bắt mắt hơn nữa đó. Rồi mình sẽ dùng một cái nắp á, mình đậy lại để cho cái phần trứng ở trên mặt nó mau chín nha. Và mình cũng để lửa vừa mà mình chiên cái phần trứng này cho nó chín, nó vàng đều nha các bạn. Rồi mình sẽ kiểm tra nè. Lúc này mình thấy cái vành nó cũng hơi khô khô một chút á, thì mình kiểm tra, nếu mà nó vàng đều hết rồi thì mình sẽ lật cái mặt trứng này lại nha. Mình dùng cái nắp hồi nãy mình đậy vô lại nè, rồi mình ụp ngược lại. Trong chảo hồi nãy nó có những cái đốm đen đen á, thì mình sẽ dùng giấy mình chùi cho nó sạch đi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái mặt
ở bên dưới xuống. Và lúc này thì mình không có đậy nắp nha các bạn, mình cũng để lửa vừa vừa á, cho cái trứng của mình nó chín hoàn toàn luôn, rồi nó vàng nó đều đẹp luôn ha. Lúc này thì mình cũng kiểm tra xung quanh cái mặt trứng, nếu mà nó vàng đẹp rồi thì mình sẽ tắt bếp và mình cho trứng ra luôn nha. Để mình thấy dùng cái nắp nó rất là tiện lợi luôn, mình úp nó cũng dễ dàng nữa đó. Khi mà cái phần trứng của mình chiên xong như thế này thì bây giờ mình cũng phải rắc thêm một ít hành lá lên nữa, với lại một ít cái ớt sừng cắt nhuyễn nhuyễn á các bạn, mình cho lên để mình trang trí nha. Rồi mình còn xịt thêm một ít mayonnaise hoặc là tương ớt để ăn cùng nữa đó. Đó, nhìn cái dĩa trứng của mình hấp dẫn ghê không? Mình chúc các bạn làm thành công cái món ăn này cho gia đình cùng thưởng thức luôn nha.